Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Huy E A Trun. Hôm nay mình làm cái món trứng rắn nướng. Đây là trứng rắn của con rắn hổ mang nha các bạn. Anh mà mới ảnh đi làm rẫy, ảnh thấy cái hang rắn, ảnh đào lên nhưng mà con rắn giọt chạy mất, nó chui xuống cái cục đá to lắm. Bắt các bạn biết là trên núi là đá nó nhiều đó, chui xuống đó là ảnh không có bắt được rắn, nhưng mà ảnh chỉ lấy được 6 cái trứng à. Anh đem về anh cho mình. Bây giờ mình làm, mình nướng thử như thế nào. Xin mời các bạn xem cho vui nha. Các bạn xem kênh Huy E A Trun. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Trứng rắn hổ này mình cũng chưa ăn lần nào hết các bạn. Hôm nay mình làm thử như thế nào, mà không biết ăn rồi có bị sao hay không mình cũng chưa biết nữa. Xin mời các bạn xem video cho vui nha. Mình bỏ vô mình nướng nha. Đây là trứng rắn hổ mang này. Đang đọc thiên thế luôn á. Đọc quá. Ấy da, nóng quá. Rắn này để được cái 6 trứng à. Rồi giờ mình nướng. Không biết nó có nổ không các bạn. Giờ nó căng lên các bạn thấy không? Giờ nó căng lên này. Không biết nó có nổ không à. Đây. Nó căng nè. Này nó dập lép bây giờ nó căng tròn. Nếu mà nó nổ là ông Ma Kha đó, ông Ma Kha ngồi đây bị ông Phong rồi. Đó. Trứng mà nổ cả ba ông nó dính trước à. Lần đầu tiên mình nướng trứng rắn hổ luôn nha các bạn. Mình cũng chưa ăn lần nào đâu. Giờ trứng nó căng lần lên rồi đó. Giờ nổ cái bịch cái lòi ra mấy con trong á. Mỗi ông ăn phải 2 cái chứ có 6 cái, 4 ông sao đủ trời. Rắn này nó để ít quá, để đúng 8 cái mới đủ. Mà nướng nãy giờ chắc cỡ 1 tiếng rồi nha thầy. Nãy than đỏ các bạn, giờ than tắt luôn nè. Trứng kỳ rớp hả? Rồi giờ mình tí mình đem ra ăn thử như thế nào các bạn ơi. Hên là nướng nãy giờ nó không có nổi các bạn nha. Nướng rồi bạn. Nó tròn lên cái nào nó tròn do nè. Cho 2 trái đã. Mình cũng xin nói là đối diện mình là có cái bán thuốc tây nè. Đó cái bạc đó, có gì mình chạy qua cái đó mình không lo đâu. Tí nữa mình ăn thử cái này thử các bạn nha. Mình chưa ăn lần nào nha. Giờ mình đục trứng này nha các bạn nha. Ở đâu mà lù ra hai đó. Hay ta. Để coi thôi, từ từ từ. Hấp dẫn chưa? Lột tiếp coi thử là sao, thấy là lạ quá. Nước nãy giờ chắc cỡ 1 tiếng đồng hồ rồi các bạn ơi. Phải trở liên tục nha. Chín chưa không biết. Chắc chín thì mới lột được chứ.
Lộn chưa? Trứng này giống trứng lộn. Lần đầu tiên mình ăn trứng rắn hổ mang luôn này các bạn. Nướng sau nó nổ hay à. Ồ, nó có con nè hả? Con là giống trứng vịt lộn rồi nè. Trứng đang lộn rồi. Mấy con này đẻ cũng tỉnh đó, người nào mà riêng rồi. Ông đào đất, cút đất để chuẩn bị ấy nè, chuẩn bị tỉa nè. Rồi con mẹ chạy rồi, mẹ nó chạy chui xuống hang, chui xuống cái hang cục đá to đào đâu có được. Thơm, cái mùi thơm giống như trứng gà mình đó hả? Coi coi. Này nó lộn rồi nè các bạn ơi. Giống hộp đào quá. Rồi mình ăn thử trước nha các bạn nha. Nếu có đi mình đi trước. Phải chờ 15 phút rồi. À, có người đưa chén mới ớt qua cho chấm liền không? Bạn bè tốt cỡ đó đó. Thơm lắm các bạn ơi. Đã lắm các bạn ơi. Đây. Ăn cú này không á, về cái là bà khen luôn á. Cậu biết với. Ôi. Không. Cú này về bà cũng khen mới lạ đó ha. Ừ. Bùi bùi thơm ngon lắm à. Mấy cái có đâu lo mà. Thơm lắm à, trứng rắn hổ nướng thơm. Rồi làm nữa cũng được. Lần đầu tiên mình ăn luôn các bạn ơi. Thơm lắm. Mà thiệt có trái dễ gì có thứ này ạ. Đây, mình xin mời các bạn nha. Đây. Trứng này trứng rắn nó lộn rồi, nó có con nhỏ nhỏ rồi. Mà Kha không dám ăn các bạn ơi. Mà Kha người đồng bào mà không dám ăn rắn. Rồi mình quýt một cái này nó đã luôn. Nó thì làm cho lắc đã không ăn nha. Chuẩn bị đẩy lại toàn miếng tăng từ đây tới sở đã quá nhớ sao núi phải buồn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đen tiếp. Không có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Không đã làm anh nghiêng ngả vì em.
sẽ đành cũng chợt lẻ loi thẫn thờ vì vẫn thấy mình dài rộng thế xa cách buồn một chút đỡ cô đơn gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn em đâu phải là chiều mà nhường anh đến tiếng không có nghĩa gì đâu em chiều lắm em chẳng đến dù giông đã làm anh nghiêng ngả vì em gió âm thầm không nói mà dạo núi phải em đã phải là chiều mà nhiều mai đến tiếng không có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến dù giông đã làm anh nghiêng ngả vì em dù giông đã làm anh hào cây chú mọc núi đồi ở đâu mà không phải không phải không phải ai chọn vì nhẹ nhàng gian khổ để lại vẫn thay ai cũng một người trẻ trai phải đâu mây nghe đủ chiều phải đâu trong bụng cũng đầy phải thôi không ai đẹp trai như này nè chào chủ nhà chào các đồng chí vô lẽ câu anh quất tỉ mỉ nhờ cầm rãnh thổ chỉ nào qua đêm câu anh muốn đi mi sơn nó có dầu rau chỉ tên đâu hoa anh hoạt dần khơi tí nước nó nào ở trẻ câu ở muôn cầu ăn thâu bên kể nước anh vẫn đây hít lệ khắp đất cốc suối ruệ tin độc lá đơn chi thâu lo phần ơ giống thua tay anh còn nợ em nụ hôn vội vàng
trôi qua đêm.